Đây là một trong những cái nhà dân tộc ở Hờ Mông, và chúng tôi được một anh tour guide thiện nguyện giúp cho chỉ cho một số cái sinh hoạt đời sống ở trong đây. Alright. Ok, đây là nhà truyền thống của người Mông thì được chia làm hai tầng và ba gian. Và trong nhà thì luôn luôn có ba cửa. Và ngày xưa thì họ ở tầng trên cao, tại vì ngày xưa ở đây rất là nhiều động vật nguy hiểm, ví dụ như là hổ, báo, gấu, những thứ. Bây giờ thì hết rồi thì họ chuyển xuống dưới và những trong những cái phòng bên này. Và trên thì họ làm cái store để ngô, khoai, sắn, các thứ. Và trong nhà thì luôn luôn có ba cánh cửa và họ chỉ mở hai thôi. Tại khi có tiệc cưới hay là có một cái việc gì đó quan trọng trong gia đình thì họ sẽ mở hết các cửa, cánh cửa ra. Và ở trong nhà thì luôn luôn có hai bếp, và một bếp nấu ăn cho động vật và một bếp nấu ăn cho mọi người trong thành viên trong gia đình. Và người phụ nữ thì luôn luôn ăn ở dưới bếp và với những đứa trẻ, còn người đàn ông thì luôn ăn ở trên nhà và uống rượu với nhau. Trong người Mông thì người làm việc chính là người phụ nữ, người đàn ông thì có một cái gì đó easy hơn thì thỉnh thoảng họ làm thôi, còn đâu họ sẽ chủ yếu cái thời gian nhiều của người đàn ông là uống rượu. Còn những cái bắp này thì họ để như vậy để làm gì? Thứ nhất cái bắp này họ để này, một phần là để carnation, còn một phần là để chờ cái mùa vụ tới để họ tiếp tục mang lên những cái nương rẫy để họ gieo trồng. Nói tóm đây là bắp giấm ạ. Vâng ạ. Tức là những cái bàn máy may này là chắc là họ tự may mặc lấy. Vâng, người Mông thì làm quần áo từ bằng vỏ cây đay, và họ nhuộm từ cây tràm, cây indigo đấy. Và họ tự làm đấy, một năm chỉ làm được một bộ. Một năm chỉ được làm một bộ hay là làm được một bộ thôi? Tức là cái công người phu làm nhanh thì được một bộ rưỡi. Để chúng ta sẽ quay cái cảnh bàn bếp. Đó, trong này là bếp của nấu ăn cho động vật, cho animal đây. Và họ có thể nấu rượu trong cái bếp này. Và đây là nơi sinh hoạt, tắm rửa của người Mông. Còn đây là bàn ăn của người phụ nữ và những đứa trẻ. Lý do tại sao mà người phụ nữ và đứa trẻ được ăn riêng như thế? Tại vì cái truyền thống của người Mông ấy thì là người con trai thì là người luôn khỏe mạnh và là người trụ cột trong gia đình. Họ thường đi rừng núi để làm những công việc nặng nhọc. Thì khi họ ngồi với nhau, họ bàn nhau những cái chuyện về những cái chuyện về làm ăn. Còn người phụ nữ thì họ ngồi riêng thì họ sẽ bàn với nhau về cách chia sẻ với nhau về cách làm ruộng, cách làm nương và cách thêu thùa. Những cái nước này thì họ lấy ở đâu xuống Nước này lấy từ trên vách đá về. Tức là họ có cái hệ thống truyền nước xuống. Vâng, họ có một đường ống dẫn nước về. Nhưng vào những cái mùa hạn thì nước thì làm sao có được? Không, mùa hạn nước thì vẫn ở trên này thì rất là dồi dào. Nguồn nước không bao giờ thiếu. Vâng ạ. Cái giấy này là cái phong tục tập quán của người Mông, là sau khi Tết thì họ sẽ dán tất cả những cái giấy này vào những cái đồ vật sở hữu của họ, như cửa nhà, rồi là chuồng trâu, chuồng bò, bàn ghế, rồi là Tết thôi. Vâng, cho Tết, cho may mắn, cho có cái gì đó để xua đuổi tà ma và mang lại những cái may mắn và niềm vui hạnh phúc trong gia đình. Còn khi họ làm ruộng thì họ sẽ ở đâu? Đây là cái đất nhà thổ cư đất thôi. Đất nhà ruộng thì sẽ ở cách nhà rất là xa. Ở
Người Mông thì họ lấy chồng lấy vợ thì họ phải con trai và làm một cái nhà mới nuôi cho gia đình nhà cái một đến hai con trâu và đến bốn truyền thống của người thiếu nữ. Khi người thiếu nữ mà đến tuổi nào thì họ có thể lập gia đình được? Họ người Mông thì lấy chồng rất là sớm, từ năm 13, 14 tuổi họ lấy chồng. Ngày xưa thì bố mẹ chọn cho chàng trai, bây giờ thì họ có thể đến chợ tình, họ cầm theo một cái kèn. Em xem nhà có cái kèn không? Kèn theo họ cất đi rồi. Họ có một cái kèn Mông và cầm theo một chai rượu. Đến phiên chợ tình vào mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì họ sẽ từng nhóm 5 đến 7 bạn thanh niên con trai với nhau ấy, thì đến một cái phiên chợ tình này thì họ nhìn những đám bạn gái này, họ sẽ vào đó và họ làm quen, họ bắt chuyện, và nếu khi bắt chuyện đã thành công rồi thì họ có thể uống rượu giao lưu với nhau. Và khi giao lưu xong thì họ có thể uống rượu xong và họ có thể múa khèn, thổi khèn và nhảy múa. Khi chàng trai này thích cô gái đó thì chàng trai có thể nhờ một đám bạn mình này kéo cô gái này về nhà và dốt ở phòng 3 ngày. Sau khi 3 ngày đó chỉ cho nó talking thôi. Và người đàn ông phải nấu cơm cho người phụ nữ ăn. Và sau 3 ngày mở cửa ra thì người đàn ông có phải mở cái cánh cửa của phòng mình ra để cho cô gái có sự lựa chọn. Một cô gái mà ở tiếp ngày thứ tư thì là đó là cô gái đã đồng ý. Còn cô gái mà quay mở cửa ra, cô gái chạy về nhà thì chàng trai phải nấu một bữa tiệc mang đến nhà gái và xin lỗi cô gái đó. Còn xong sau đó không có chuyện gì xảy ra cả, họ sẽ làm bạn bình thường. Đó là cái quan niệm truyền thống của người Hờ Mông. Nhưng hiện nay cái làn sóng văn minh ở những nơi khác du nhập về thì cái sự quan niệm về hôn nhân hay là thậm chí về vấn đề trinh tiết thì nó có gì thay đổi không? Không, họ vẫn giữ được cái nét văn hóa truyền thống của họ. Vẫn có còn phong tục kéo vợ và những phong tục cổ truyền của họ. Theo anh thì cái tiêu chuẩn cho một người đàn ông mà người phụ nữ Hờ Mông mong muốn là gì? Tiêu chuẩn của người đàn ông ấy thì khỏe này, làm nương dẫy tốt này, săn bắn giỏi này, và uống rượu tốt. Uống rượu tốt. Vâng ạ. Anh có thể hỏi người chồng giùm tôi một vài câu được không ạ? Vâng. Dạ, xin hỏi anh là đời sống của anh ấy như thế nào? Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Cuộc sống của mình... Người Mông thì họ không quan niệm cuộc sống giàu nghèo. Họ quan niệm với nhau cái tình cảm sống với nhau bằng cái tâm. Theo người Kinh nói, người Việt nói thì bằng cái tâm. Anh có mấy cháu rồi? Có ba đứa. Ba đứa rồi. Và đứa lớn, đứa nhỏ là bao nhiêu tuổi? Đứa lớn đi học rồi ạ. Đi học có xa nhà không? Không, mình gần thôi ạ. Gần nữa hả? Vâng. Và mấy trăm mét thôi mà. Hằng ngày thì anh làm cái gì? Anh đi làm ruộng ở xa, làm rẫy xa không? Không xa, vẫn gần đây thôi. Một ngày hay là một tuần thì anh uống bao nhiêu lít rượu? Một tuần đó, thì gọi là một ngày uống thì ngày không uống thì thôi. Ngày uống ngày không hả? Ngày khoảng đôi lít đúng không? Đôi lít hả? Tuần có tuần uống tuần không. Ngày uống ngày không. Nhưng mà hầu chớ là vui lắm. Không vui mấy. Hầu chớ là gì vậy em? Hầu chớ là uống rượu. Hầu chớ là có ba tuổi năm. Ba tuổi là đi sang Pháp. Anh thấy cái văn hóa Pháp ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào, nhất là tới vùng Sapa, thấy rất nhiều những cái kiến trúc, những tòa nhà và cái không khí như vậy, anh cảm thấy có cái sự gần gũi gì không ạ? So nói tiếng Anh là the architectures from France influenced into Vietnam a long time ago, so when you come to Vietnam to visit, how familiar with France? How my family is? No, how you think about architecture from France? It's very different. Different? Yes.
How different? In Sapa. Yeah. Sapa. Not very different in the mountains. In France, we have the same house and the same architecture. You see the mansion, the building, and yes. many things. The colonels. Yeah. Similar. Similar. Not very very same, but similar. But I think it's in every mountain country. They are similar architecture. Oh, okay. Because of the weather. The weather. Just like Da Lat, like Chiang Mai in Thailand or something like that. Maybe. In the north, yeah. You like Sapa? I love it. You love it. Thank you. Chào em. Công chó ai đấy? Chó vừa bắt trộm được đây xong. Công chó đây là công chó của em mà sao anh lại bắt đi? Em ạ. Thôi đây, cảm ơn em nhé. Không. Anh phải trả lại cho em chứ. Vui vui nha. Chào em mày. Hai mươi nghìn. 30.000. Lâu năm thì sẽ bay xuống. Em thấy ở đây em cứ nhặt thôi.